Lan Khuê làm dâu gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam ở dinh thự Dát Vàng, dùng đồ hiệu Tranh Xả. Trong lúc sự nghiệp đang phát triển, Lan Khuê bất ngờ thông báo kết hôn cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Nữ siêu mẫu làm dâu trong một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam. Chồng của Lan Khuê là cháu nội của bà Tư Hường, người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn toàn cầu, nữ doanh nhân đi đầu trong lĩnh vực bất động sản. Sau hơn 5 năm về chung nhà, Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn hiện đang có cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người mơ ước. Vợ chồng Lan Khuê sinh sống trong ngôi biệt thự Dát Vàng, view bạc tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổ ấm của Lan Khuê và ông xã không chỉ nguy nga mà còn có khoảng sân rộng rãi với nhiều cây xanh, đài phun nước lớn. Trên trang cá nhân, Lan Khuê cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc cuộc sống viên mãn và giàu có. Người đẹp sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Không chỉ thế, vợ chồng Lan Khuê còn đi du lịch sang chảnh ở những địa điểm trong nước và nước ngoài. Vào cuối năm 2019, vợ chồng nữ siêu mẫu hạnh phúc chờ đón sự xuất hiện của quý tử đầu lòng. Sau một thời gian vắng bóng làm vợ, làm mẹ, Lan Khuê cũng quay trở lại showbiz, nổi bật nhất là vị trí mentor trong The New Mentor.